Vâng, âm thanh Hạnh xin kính chào quý vị và các bạn đam mê âm nhạc trên khắp mọi miền tổ quốc thân mến. Vâng, hôm nay tiếp theo trong clip của buổi chiều ngày 18 tháng 3 năm 2020, cửa hàng âm thanh Lê Hạnh xin test hai chiếc máy hút ẩm để gửi cho hai vị khách hàng có hai địa chỉ khác nhau. Vâng, sản phẩm thì đã bày ra trước mắt quý vị và các bạn đây rồi. Một chiếc mới về trong buổi tối ngày hôm qua có mã là 277 và một chiếc về từ hôm trước rồi thì có mã 274. Vị khách hàng đến từ Hà Nội một chiếc, vị khách hàng đến từ Nam Định anh lựa chọn một chiếc mã 277. Vâng, hai sản phẩm này thì cửa hàng cũng đã test rất là ổn định và ok rồi. Khi những sản phẩm được cửa hàng test và kiểm nghiệm thì cửa hàng sẽ làm clip chuyển hàng cho những vị khách hàng ở xa. Có những sản phẩm thì cửa hàng test xong cũng phải test ở lại cửa hàng độ vài tiếng hoặc là một ngày. Thì quý khách hàng hãy yên tâm lựa chọn các thiết bị bên cửa hàng cung cấp là đảm bảo an toàn về tất cả các thiết bị, cùng với đó là những chất lượng tốt. Vâng, hai chiếc máy này thì có dung tích khác nhau. Một chiếc của Sharp mang mã số 277 có dung tích hút là 18 lít trên một ngày và được sử dụng điện 100V. Và chiếc này thì mới về trong buổi tối ngày hôm qua, cửa hàng thông báo về rồi, rất là mới. So ra với những chiếc máy còn nguyên thùng thì rẻ hơn gần một nửa tiền luôn. Vâng, cho những chiếc máy mới như vậy. Và bên cửa hàng thì vẫn có những chiếc như chiếc màn hình quý vị và các bạn đang được nhìn thấy đây. Cửa hàng cũng đang test điện 100V và chiếc này thì cửa hàng cũng đang dùng để tại không gian audio này. Và cũng đã test một vài ngày vừa rồi, rất là ok luôn. Vâng, bên cửa hàng thì vẫn còn rất nhiều những chiếc máy hút ẩm có điện 100V và 220V từ 7 lít trở lên, 6-7 lít trở lên đến 20 lít. Cửa hàng vẫn có đủ để cung cấp cho quý vị và các bạn nhé. Quý vị và các bạn đang muốn sở hữu những sản phẩm như vậy thì hãy liên hệ trực tiếp với cửa hàng theo số điện thoại 0989 723 148 hoặc 0948 403 966. Quý vị và các bạn có thể liên hệ với số 148. Cửa hàng sẽ trực máy liên tục để giải đáp cho quý khách hàng tất cả các thắc mắc về đồ audio cũng như các thiết bị là những sản phẩm hàng sưu tầm. Quý khách hàng có thể biết được những sản phẩm gì đang trên đường về để quý vị và các bạn có thể lựa chọn và chờ đợi riêng. Vâng, đây là hai sản phẩm của hai vị khách hàng đến từ Hà Nội và Nam Định đây. Vâng, chiếc 277 thì cửa hàng xin gửi anh Hưng, anh có địa chỉ tại Nam Định. Và tiếp theo là của chú Trương, chú có địa chỉ tại 166 Kim Ngưu, Hai Bà Trưng, Hà Nội, một chiếc máy 274. Vâng, của vị khách Hà Nội thì cửa hàng khi anh đặt hàng, cửa hàng cũng đã test đây. Nước rất là ok này, đến đây rồi. Chiếc này thì nhìn rất là dễ luôn. Và cửa hàng cũng đã đều dịch sang tiếng Việt cho quý khách hàng rồi. Và những sản phẩm khó dùng, cửa hàng sẽ có một video riêng để gửi những vị khách hàng. Và sản phẩm này thì quý khách hàng không xa lạ gì với những chiếc máy Mitsu chân voi. Còn rất là mới, cửa hàng đang test thử cho anh đây. Chiếc này thì tại thời điểm này cũng đã là 6 giờ chiều rồi. Muộn giờ gửi, cửa hàng sẽ gửi xe cho anh vào buổi trưa ngày mai. Chiếc máy mang mã số 277 hoặc có thể gửi Viettel theo yêu cầu của khách hàng. Còn chiếc máy 274 sáng sớm ngày mai 4 giờ 30 phút cửa hàng sẽ gửi xe khách vẫn luôn vận chuyển hàng cho cửa hàng âm thanh Hạnh nhé. Vâng, đây là hai chiếc máy có dung tích hút là 18 lít và chiếc 274 có dung tích hút là 25 lít cơ. Rất là chất lượng. Vâng, vậy cửa hàng làm clip ngắn như vậy thông báo trên kênh của mình. Và đây cũng là những hình thức quảng cáo các sản phẩm được rời khỏi cửa hàng để cho những vị khách hàng ở xa được biết những sản phẩm gì hiện còn và những sản phẩm gì đã bán. Quý vị và các bạn hãy vui lòng nhấn nút đăng ký kênh để giúp cửa hàng âm thanh Nữ Hạnh sẽ phát triển xa hơn nữa. Và cửa hàng cũng sẽ cam kết với quý khách hàng lựa chọn những sản phẩm chất lượng nhất, tốt nhất để phục vụ quý vị và các bạn bằng tất cả những niềm đam mê của mình. Vâng, xin thân ái, chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các video clip tiếp theo.